Đồng chí là một trong những gọi là thanh niên tiêu biểu được tuyên dương kể cả ở cấp tỉnh cũng như là cấp huyện trong những năm gần đây 2017, 18, 2019, và kể cả như các thanh niên ở trong xã đều biết đến đồng chí. Đó là về vấn đề là đồng chí là một trong những đồng chí đã từng sa vào tệ nạn xã hội, đặc nhất cụ thể là về ma túy. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ thì đồng chí là đã gần 7, 8 năm là đồng chí đã tự cai nghiện thành công tại nhà. Thì qua đó thì cũng muốn làm thêm một chút tâm tư nguyện vọng của đồng chí là để làm được cái điều đó thì đồng chí là lấy động lực từ đâu để mà đồng chí có thể là bỏ được và xa được cái tệ nạn xã hội đó để tái hòa nhập với cộng đồng. Trước đây thì nói chung thì cũng dính vào con đường đó, nhưng mà dính vào trong một thời gian và cũng hơi dài, mà trong khi đó là mẹ vậy là anh em vậy là họ hàng vậy là bạn bè thì cũng không ai ghét, nên ghét mình cứ nghĩ lại là trong khi đó là mẹ là một phần rất nhiều, biết là con nghiền nhưng mà cũng không ghét cả cái anh em. Rồi xong là từ lấy động lực đó là từ cái ở nhà, rồi cũng không phải mất tiền thuốc chỉ cả, lấy cái quyết tâm trong của mình, bản thân của mình. Rồi xong là ở nhà thôi là cũng cái được. Nói chung là cũng cảm ơn mẹ nhiều thật. Nói chung là mẹ thời gian nghiện mà mẹ cũng không ghét, khi mô cũng đồng viên rồi lấy cái tinh thần đó nên giờ mà cái được như ngày hôm nay. Đây. Cũng ghi nhận cái sự cố gắng cũng như là cái động lực của cái nghị lực của bản thân của đồng chí. Tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian để tính đến hiện tại bây giờ là đồng chí đã cai nghiện được bao nhiêu năm đó, thì cũng muốn làm thêm một chút là xem đồng chí có đôi lúc nào mà đồng chí cảm thấy là lại chán nản với cái cuộc sống hiện tại, rồi là muốn xa vào lại về cái con đường tệ nạn đó nữa hay không? Đồng chí là nói chung là kể bây giờ cho dù có chán nản hay là chán đến mô, nói thật từ hỡi bản thân từ đâu rồi là nói chung là nói về cái chuyện ma túy, dính vào ma túy là có lẽ là dư là dám hứa với đồng chí rằng bản thân rất tự tin luôn. Lưu Văn, biên phòng. Một chàng trai người Thái ở bản Quẹ, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, học hết lớp 9. Nhà thì nghèo, trường cấp 3 ở trên huyện, cách bản anh sinh sống hơn 40 km. Gia đình không có điều kiện cho theo học tiếp, đành chấp nhận giang dở việc học. Anh ở nhà phụ giúp mẹ làm nương rẫy, lên rừng lấy củi săn bắn. Cuộc sống thiếu thốn tẻ nhạt nơi bản làng nghèo đói của vùng rừng núi khiến khát vọng kiếm tiền xây dựng một cuộc sống ấm no hơn của chàng trai người Thái này càng được thôi thúc mạnh mẽ. Và thế rồi anh từ giã quê hương khăn gói vào Nam đi làm thuê cho một công ty gỗ, lấy tiền phụ giúp gia đình. Nhưng cuộc đời không đơn giản, luôn thuận buồm xuôi gió như chúng ta vẫn thường mơ ước. Làm thuê được một thời gian, công ty gỗ mà anh đang làm việc bất ngờ làm ăn thua lỗ. Những người công nhân làm mướn như anh, công việc khi có khi không. Bỏ về quê thì không có việc gì làm. Anh chấp nhận ở lại chờ đợi công ty ổn định để có việc làm. Trong thời gian chờ đợi, anh chỉ quẩn quanh trong cái căn phòng trọ chật hẹp, có khi thời gian chờ đợi hơn cả tháng trời. Buồn chán, cộng thêm cái chút nông nổi của tuổi trẻ, không làm chủ được bản thân, lại luôn được những công nhân làm thuê ở cùng mời gọi. Sẵn có chút tiền tích góp mà bấy lâu làm công chưa kịp gửi về cho mẹ. Chàng trai hiền lành, chất phác ấy
đã sa vào con đường nghiện ma túy lúc nào mà bản thân anh cũng không hề hay biết. Khi trong tay không còn tiền, không có việc làm, sống nơi đất khách quê người, anh không thể làm gì để thỏa mãn những cơn thèm thuốc. Biên phòng đành phải báo cho người thân đưa anh trở về quê hương. Vừa rồi thì anh nghiện ngập, nên anh nói chung nghiện rất là nặng, cho nên là gia đình phải cho như bản thân em là em trai, em cũng tác động rất là nhiều. Nói chung khuyên rủ anh là anh đừng có xa lại và về cái ma túy, nó tác hại rất là nhiều. Vì đó là khi con ma xâm nhập vào con người anh là họ thành nghiện ngập này, nói chung là trộm cắp ní khác, dù là vì là cho nhà em, gia đình nhà em tác động với anh là nói là thôi anh cố gắng bỏ đi để cho gia đình không bỏ anh, nhưng gia đình vẫn giúp đỡ anh bỏ được là cho gia đình về em về mẹ bố thì mất rồi, anh nghỉ lại để bỏ, để gia đình tạo điều kiện cho anh lại vợ nuôi con. Trở về quê hương, cuộc sống túng quẫn, không có việc làm, khiến anh càng lún sâu vào nghiện ngập. Làm được đồng nào, anh đều dành vào việc mua ma túy về sử dụng. Dù không có tiền khi lên cơn nghiện, anh vẫn tìm đủ mọi cách để có thuốc. Cuộc sống của biên phòng cứ trượt dài theo cái vết xe đổ mà không có cách nào kiểm soát được. Lúc tỉnh thuốc, trở lại với con người bình thường, những lời khuyên động viên cai nghiện để làm lại cuộc đời, làm lại cuộc sống, thương vào gia đình, anh em, đoàn thể, đều thấm vào tâm can của anh. Đặc biệt là mẹ anh, một người phụ nữ Thái cả một đời tần tảo, lam lũ hy sinh vì con. Bố anh mất sớm, mẹ anh một mình nuôi bốn con khôn lớn. Ai cũng ngoan hiền, được bà con thôn bản yêu thương. Biên phòng vốn cũng là một chàng trai hiền lành, thật thà và chất phát nhất cái bản quẹ này. Từ ngày anh ra vào con đường nghiện hút, đôi mắt mẹ anh không ngày nào không rơi lệ. Anh sinh ra, ấy là niềm tin, là kỳ vọng của người bố từng là một chiến sĩ bộ đội biên phòng, nên mới đặt cho anh cái tên là Lô Văn Biên Phòng. Ông hy vọng sau này lớn lên, anh sẽ là người bảo vệ sự bình yên cho bản làng quê hương. Những tháng năm biên phòng sa ngã, trượt sâu vào con đường nghiện ngập, cũng là khoảng thời gian mẹ anh không một đêm nào có một giấc ngủ ngon. Bởi bà thương con, bà cảm thấy có lỗi với chồng đã khuất vì đã không dạy biên phòng thành một con người. Bố cũng khóc, đan đêm cũng khóc, nhớ con đi không về, nhớ không ngủ được, ba cũng không ngủ được, nhớ con. Cứ bữa mô đi về sớm thì mẹ thì mừng, bữa là không về thì ba cũng không ngủ được, cứ nghỉ đi nghỉ lại. Là con về khi mô thì bà cũng phấn khởi, là nói mãi là bà cũng nói anh em về giúp bảo dạy bảo cho con nên người. Qua thời gian anh bỏ thì anh thì cai tự cai chứ không phải đi trại đi ấy cả, anh tự cai coi như là anh ở nhà lên cân rồi. Nói chung vật vả này khá rất chi là khổ. Nhà em thì phải cầm hai chân hai tay rồi ràng buộc anh,
phải cố gắng thở, nói chung qua đêm nay đêm khác chỉ là đỡ thôi anh ạ. Anh cứ cố gắng, nay mai gì đó là anh khỏe người lại thôi. Thương mẹ, nghĩ đến cái nỗi đau của mẹ và sự kỳ vọng của người cha đã khuất và một cái tương lai mù mịt tăm tối nếu bản thân mình cứ mãi xa lầy trong những làn khói trắng ma mị. Biên phòng quyết tâm làm lại cuộc đời. Lúc đó anh chỉ biết suy nghĩ thế này: vấp ngã ở đâu, mình làm lại ở đó. Sai lầm nào rồi cũng phải trả giá, nhưng quan trọng mình có vượt qua và chiến thắng được bản thân mình hay không. Nghĩ là làm. Anh dồn toàn bộ ý chí và nghị lực của mình cai nghiện. Để tách hẳn mình ra khỏi cái thế giới mù màu của những người bạn nghiện ngập âm thầm, anh xin người quen đi làm xây dựng ở một nơi thuộc vùng sâu, vùng xa bên nước Lào. Chuỗi ngày tự mình chống chọi lại với những cơn thèm thuốc, đến bây giờ anh nghĩ lại, vẫn xem đó như là một cơn ác mộng. Nhưng đó cũng chính là bước ngoặt để anh hồi sinh và làm lại cuộc đời. Sau khi tự cai nghiện thành công, Lô Văn biên phòng trở về quê hương, tìm lại những gì của tuổi xuân mà chính anh đã lỡ tay đánh mất trong một thời gian dài. Hết là em phải cảm ơn gia đình, nhất là người mẹ, anh chị em, bạn bè cũng biết là em nghiện nhưng mà cũng không ghét hay là chỉ em răng cả, là họ động viên là cho em một cái động lực để em vượt qua những cái lúc khó khăn em lao vào giai đoạn mà em nghiện đó, là em vượt qua được là cùng nhờ mẹ, gia đình, anh em, chị em, bạn bè giúp đỡ, đồng viên, nên em mới vượt qua ngày đến ngày hôm nay. Được sinh ra và lên trong một gia đình thuần nông, hoàn cảnh cũng đặc biệt khó khăn. Và năm 2015, thì như là theo bạn bè đi vào trong miền Nam mà để như là kiểm kê sinh nhai. Và trong quá trình vào miền Nam thì cũng có tìm được công việc. Và sau đó thì như là do bạn bè rủ rê lôi cuốn, như là xa vào con đường tệ nạn xã hội. Và cụ thể thì như là sử dụng chất ma túy và nghiện. Đến năm 2017 thì về địa phương. Thì từ đó thì như là được gia đình, bạn bè, anh em họ hàng cùng khuyên can. Thì như là Lô Văn biên phòng cũng đã xác định cho mình là như là chỉ có con đường duy nhất là cai nghiện. Và anh như là tiến hành là cai nghiện tại nhà và cũng đã cai thành công. Xã Bình Chuẩn, một địa phương có địa bàn phức tạp, một điểm nóng về ma túy của huyện Con Cuông, với rất nhiều người nghiện vướng vào không gỡ ra được. Ấy thế mà biên phòng có thể tự cai nghiện thành công, khát khao vươn lên trở thành một người công dân có ích trong xã hội. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự tạo điều kiện để giúp anh tái hòa nhập với cộng đồng. Những ngày đầu, khi biên phòng mới trở về quê, các đoàn thể của địa phương thường xuyên có những cuộc thăm hỏi động viên để giúp anh gần gũi hơn với các thanh niên trong thôn bản, mạnh dạn tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên. Lấy chính cái câu chuyện của đời anh làm cái bài học tuyên truyền, nhắc nhở đoàn viên, thanh niên trong thôn bản tránh xa những cái cám dỗ của tệ nạn xã hội, tích cực hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lành mạnh và làm những việc có ý nghĩa cho cộng đồng. Và từ đó, biên phòng có động lực vượt qua những mặc cảm tự ti của bản thân, nhanh chóng hòa mình vào các phong trào, hoạt động của đoàn thanh niên ở địa phương.
Từ khi đang vấp ngã vừa đứng dậy là mạnh dạn là đứng lên giữ chức vụ là bí thư chi đoàn, cũng như là nằm tại đại hội khóa 21 của đoàn xã Bình Chuẩn nhiệm kỳ 2017-2022, thì đồng chí Lô Biên Phòng cũng đã được bầu vào trong ban chấp hành đoàn xã khóa 22 của đoàn xã Bình Chuẩn. Thì đồng chí Lô Biên Phòng là một trong những đồng chí là bí thư đoàn, cũng là một người đoàn viên luôn năng nổ, nhiệt tình và đi đầu các phong trào. Và đặc biệt là trong những năm gần đây, năm 2017-2018 thì là được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An là tuyên dương là thanh niên một trong 20 thanh niên tiêu biểu gọi là xuất sắc của toàn tỉnh. Và biên phòng đặc biệt là về chấp hành thanh niên chấp hành pháp luật. Đấy, và năm 2018 thì cũng được huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên của huyện là tuyên dương thanh niên tiêu biểu năm 2018 tại huyện Cột Cuông. Không cam chịu đói nghèo, anh chăm chỉ lao động, gia tăng sản xuất trên đất vườn và đất rừng mà chính quyền địa phương giao cho gia đình để trang trải cuộc sống. Nhờ sự chịu khó và siêng năng, anh giúp gia đình trang trải các khoản nợ mà trước đây mẹ anh đã phải vay mượn vì anh. Để ổn định kinh tế gia đình bền vững, anh làm đơn xin chính quyền địa phương mở rộng diện tích trồng keo theo chương trình dự án phủ xanh đất trồng đồi núi trọc. Với hơn 3 hectare đất trồng keo của gia đình bắt đầu vươn những mầm xanh, hứa hẹn sự đổi thay về kinh tế cho gia đình anh trong những năm tới khi mà rừng keo vào đến cái độ mùa thu hoạch. Bên cạnh đó, anh cùng với người dân bản Quẹ nhận tham gia quản lý hơn 20 hectare rừng phòng hộ trên địa bàn. Đều đặn hàng tháng, anh lên kế hoạch, phân công các tổ đi kiểm tra, nắm bắt tình hình khu vực rừng mà mình nhận. Phát hiện những tình hình bất thường, cây bị ngã hay có người lạ vào khu vực săn bắt động thực vật, khai thác lâm sản trái phép, sẽ báo ngay cho cơ quan chức năng để có giải pháp xử lý kịp thời. Rừng phòng hộ xã Bình Chuẩn có diện tích 2.108 hectare, được chia thành 4 tiểu khu trên địa bàn 6 bản, tiếp giáp với 2 huyện bạn là Quỳ Hợp và Tương Dương, nên công tác quản lý và bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn. Trạm rừng phòng hộ rừng xã Bình Chuẩn đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền cho bà con dân bản về bảo vệ rừng, hiểu được lợi ích từ rừng mang lại, tích cực phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trong các trường hợp vi phạm, quyết tâm bảo vệ bằng được diện tích rừng phòng hộ tự nhiên hiện có. Khi cai nghiện thành công á, anh là cũng như là cảm thấy là rất chi là thoải mái, với hòa nhập với là cộng đồng dân cư ở thôn bản. Thứ hai nữa là đồng chí cũng luôn luôn là tình đoàn kết với là người dân thôn bản, rồi là tác động cho đoàn viên thanh niên, tuyên truyền cho thanh niên để tham gia các cực kỳ cả lập tập huấn, rồi là các về là phân tích những cái chủ tác hại vì khi là ma túy, đồng thời là cũng không để cho thanh niên xã vào và các tệ nạn xã hội, rồi là tuyên truyền vận động là thanh niên, đồng chí cũng là rất là cố gắng để tạo là sức hút cho thanh niên, kể cả các phong trào thể dục thể thao. Bình Chuẩn, xã vùng sâu vùng xa của huyện Con Cuông, cách trung tâm huyện hơn 40 km, giao thông đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở, tiếp giáp với Tương Dương và Quỳ Hợp. Xã có trên 99% dân số là người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Nhiều năm trước đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn xã diễn biến phức tạp,
hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy trên địa bàn, cũng như từ bên ngoài vào địa bàn ngày càng phức tạp hơn, tinh vi hơn. Hiện nay qua khảo sát, trong số các đối tượng quản lý của xã, có 173 trường hợp sử dụng chất ma túy có hồ sơ quản lý, có 2 tụ điểm tổ chức mua bán, 1 tụ điểm vận chuyển ma túy ra khỏi địa bàn đã được lực lượng chức năng tập trung triệt xóa. Tệ nạn ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình đó, các cấp, ban ngành huyện Con Cuông, trực tiếp là công an huyện đã chỉ đạo công an xã Bình Chuẩn phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống tác hại của ma túy, phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị vùng miền núi, vùng giáp danh, tập trung đấu tranh mạnh mẽ với các đối tượng phạm tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong khi hội nghị ban chỉ đạo về phong trào thì chúng ta sẽ triển khai hàng năm. Địa phương chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, đoàn thanh niên làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy và các chất gây nghiện. Công an xã cũng đặc biệt chú trọng đến công tác lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc tại gia đình và cộng đồng đối với các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân, từ một điểm nóng về ma túy của huyện, đến nay xã Bình Chuẩn từng bước ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động của tội phạm ma túy. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no và bình yên. Thì địa phương chúng ta thì chương trình kế hoạch như là Ủy ban Mặt trận thì mình hàng năm cũng như là thực hiện các cái chủ trương của đảng cũng như là đặc biệt là của huyện đoàn cấp trên là chỉ đạo trực tiếp ở đoàn xã Bình Chuẩn và đặc biệt là có hội đồng nhân xã cũng như là đảng ủy xã Bình Chuẩn đã ban hành cái nghị quyết số 28 thì từ đó thì là ban thường vụ đoàn xã mình là mới là vai trò là một người đứng đầu của tổ chức đoàn thì cũng xây dựng kế hoạch và cái chương trình là dành riêng cho về công tác tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên đã xa vào cái tệ nạn xã hội để có thể là tái hòa nhập cộng đồng và không chỉ riêng cái tệ nạn xã hội ở đó ma túy đó mà còn có cả là như là các thanh niên mà chậm tiến đấy, thì cũng để vận động họ để cùng tham gia tới các cái hoạt động của tổ chức đoàn tổ chức và cũng như là để phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể để tổ chức tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên chưa nghiện và đặc biệt là phải vận động cho bằng được là các thanh niên đã nghiện mà trong độ tuổi đoàn là phải tham gia sinh hoạt với các tổ chức đoàn. Hiện nay thì cái số lượng con nghiện thì do cái lực lượng lao động trong độ tuổi cũng tương đối nhiều là trên 100 người. Do đó là cái nguyện vọng của chúng tôi là vừa qua thì cũng có tổ chức là đón nhận về cái chỗ là trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Nhưng mà riêng ở cái chỗ đây cũng có là trong quy trình thì có xây dựng cái phòng sử dụng methanol phát cho nhân dân ở trên địa bàn. Nhưng mà cho đến thời điểm này thì vẫn chưa tổ chức và cấp phát được cho các cái lực lượng thanh niên trong độ tuổi mà xa vào các cái tệ nạn như là ma túy ấy. Thì chúng tôi cũng mong muốn là đề xuất các cấp các ngành là tập quan tâm và chỉ đạo ở cái chỗ này để làm sao đó cái công tác cai nghiện mà chúng tôi đang tập trung mà cũng trăn trở cho đến thời điểm này là được mà càng sớm càng tốt hơn. Trước đây, công tác cai nghiện cho những người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và ở các huyện vùng cao, vùng biên giới của tỉnh nói riêng được thực hiện bằng hai hình thức cơ bản là cai nghiện tại cộng đồng và cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm. Tuy nhiên, qua triển khai thực tế, cả hai biện pháp cai nghiện ma túy này không đạt được kỳ vọng như mong đợi, tỷ lệ tái nghiện còn cao. Năm 2012, Nghệ An đưa vào thí điểm điều trị ma túy bằng methadone tại cơ sở cai nghiện tự nguyện. Biện pháp điều trị này nhanh chóng khẳng định được lợi thế và có kết quả khả quan.
Trong những điểm cấp phát methadone vệ tinh dài đều ở các địa bàn trọng điểm được tổ chức tại các trạm y tế của xã vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, trong đó có xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông. Năm 2018, địa phương này đã hoàn thành hạng mục công trình nhà cấp phát thuốc methadone cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. Nhưng cho đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì các trang thiết bị cần thiết để bảo quản và cấp phát thuốc vẫn chưa có. Đây cũng là trăn trở của chính quyền địa phương và mong mỏi của những người không may lầm lỡ đang khao khát một giải pháp cai nghiện thành công để làm lại cuộc đời. Chúng tôi cũng được đi tập huấn và là về là cùng tham mưu cho chính quyền là xây dựng cái phòng là methadone. Nhưng mà trong quá trình là xây dựng thì cho đến hiện tại bây giờ thì cũng chưa xong. Xây dựng từ năm 2018 đến đấy, đến bây giờ thì được cùng phòng thì đã xây dựng gần như hoàn chỉnh, nhưng mà trong khi đó là cái trang thiết bị bên trong thì là hiện tại bây giờ là vẫn đang còn thiếu, như là nguồn nước rồi là các cái đồ vật dùng trong trong phòng là chưa có. Việc điều trị methadone đó là hiện nay là rất là ưu việt đối với tất cả các cái đối với các cái thuốc khác để mà điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện. Bởi vì khi uống liều methadone vào á thì đầu tiên thì khi mà uống vào thì là nó giảm được cái vật vã. Vấn đề thứ hai nữa, khi trong quá trình mà điều trị để một liều ổn định á thì bệnh nhân còn nếu mà có sử dụng heroin nữa, nó ức chế được cái việc sử dụng heroin, vì sử dụng heroin vào nên nó không gây phế sượng nữa. Đấy, thì chỉ khi người ta đối với các cái bệnh nhân mà còn dùng để liều ổn định thôi thì không có cái chuyện là thèm muốn sử dụng nữa. Trong cuộc đời này không thiếu những con người lầm lỡ như Lô Văn Biên Phòng, nhưng để tìm lại được chính mình, để trở lại với người có ích cho gia đình và xã hội như anh thì quả là hiếm. Sau bao nhiêu sóng gió cuộc đời, anh đã hiểu ra rằng sự tỉnh ngộ và trở về với cuộc sống đời thường không bao giờ là muộn. Cuộc đời không có con đường nào là bế tắc hay tuyệt vọng, mà sẽ luôn có ánh sáng cho những lối đi dù tối tăm nhất. Chỉ cần có hy vọng, quyết tâm thay đổi thì khó đến đâu cũng có thể làm được. Điểm tựa để anh vươn lên tìm lại chính mình, nó là tình thương yêu, sự đồng cảm, sự sẻ chia của người thân gia đình, của cộng đồng và cả xã hội đã không buông tay anh khi anh đang lầm lỡ. Em chỉ mong muốn là cái lứa trẻ bây giờ, kể những người đang nghiện hay chưa nghiện, là những người chưa nghiện thì đừng có nên thử. Hãy tránh xa như em đã từng trải qua đó, là sử dụng ma túy hay những người nghiện bây giờ, thì cũng em cũng mong muốn rằng họ nhìn thấy em hiện tại bây giờ là họ cũng làm được như em rồi thôi. Hạnh phúc của Lô Văn Biên Phòng thực sự tròn đầy, viên mãn hơn khi người con gái Thái xinh đẹp hiền thục này lại nguyện kết tóc xe duyên với anh về ở chung một nhà, cùng anh vượt qua những gian nan thử thách của hành trình tiếp theo trên chặng đường làm lại cuộc đời. Trong ngôi nhà sàn này, tuổi thơ anh đã chập chững đi những bước đi đầu tiên. Và giờ đây còn hạnh phúc nào hơn khi anh nắm cái bàn tay nhỏ xíu của đứa con thơ ngây và cùng chúng bước tiếp chặng đường phía trước, để rồi trách nhiệm của người chồng, người cha tiếp thêm nghị lực cho anh tìm lại mùa xuân của cuộc đời mình.